Kính thưa cha, kính thưa thầy, quý sơ, quý cụ, quý ông bà, anh chị em thân mến. Lúc đọc phúc âm là có cái bảng trên này phải không? Đây là chương đầu tiên trong phúc âm của Marco. Đức Giêsu đi rao giảng và lời rao giảng của Ngài ngắn gọn, nhưng đi ngay vào ở trung điểm mà Ngài muốn nhắn nhủ với nhân loại. Thời kỳ đã mãn, triều đại Thiên Chúa đã đến gần. Anh chị em hãy ăn năn sám hối và tin vào tin mừng. Tất cả mọi tôn giáo đều kêu gọi con người ăn năn sám hối, bởi vì đơn giản chúng ta sinh ra nhân chi sơ tính bổn thiện. Chúng ta vẫn hiểu rằng chúng ta là những con người được sinh ra một cách trong trắng, nhưng lớn lên với bản tính của con người và trong môi trường chúng ta đang sống đã làm cho chúng ta từ chi sơ tính bổn thiện trở thành những con người lương lẹo tội lỗi, và chúng ta gọi nhau nhân vô thập toàn. Vì thế, lời kêu gọi sám hối là một điều cần thiết để chúng ta trở về với nguyên gốc nguyên bản mà Thiên Chúa đã dựng nên chúng ta. Và để làm việc này, giáo hội có chức trách phải nhắc nhở cho chúng ta. Và vì thế hàng năm chúng ta có mùa chay 40 ngày, và hôm nay là tuần Chủ nhật đầu tiên. Những ai đọc Khóa học Tinh Hoa của Nguyễn Văn Ngọc thì không thể quên được câu chuyện của một người làm quan ở nước Vệ. Ông ta là một vị quan hiền lành tốt bụng được nhiều người kính nể, nhưng cũng có biết bao nhiêu chuyện xảy ra ở trong vùng đất mà ông cai quản. Ở đó, với một tâm tình của một người từ ái, ông giúp người ta nhưng cũng gây bao nhiêu phiền toái cho ông. Một ngày kia, ông bị mắc cơn bệnh, gọi là cơn bệnh quên. Ông làm gì buổi sáng, chiều quên, nói cái gì một lúc, chút sau quên. Ngày hôm nay nếu mà ông còn sống chắc người ta gọi là Alzheimer đó. Nhưng rồi, chính vì cái quên đó làm cho cuộc sống của ông một phần nào xáo trộn. Và dân là những người yêu thương ông, cho nên họ cũng mong muốn nếu được, ông có thể trở lại được trạng thái ban đầu để cai quản họ. Trong vùng có một người thầy thuốc rất giỏi, và ông ta đến để chữa. Sau một thời gian trị bệnh thì vị quan này lại được phục hồi trí nhớ. Chỉ có điều, sau khi phục hồi trí nhớ, ông trở nên gay gắt, khó chịu. Ông la vợ đánh con, chửi mắng những gia nhân. Ông làm những việc mà từ xưa đến nay người ta không bao giờ thấy. Khi có người đến hỏi thưa quan, trước đây quan là một người hiền lành nhân ái, mà tại sao qua một thời gian bệnh tật rồi bây giờ phục hồi trí nhớ, quan lại thay đổi quá nhiều như vậy? Ông trả lời, trước đây ta không có trí nhớ thì ta không biết việc gì xảy ra ở trong quần thần. Bây giờ khi ta phục hồi trí nhớ, đọc được lại tất cả những việc gì đã xảy ra, chính những điều này làm cho ta phải điên đầu, chỉ bởi vì càng biết nó càng khổ. Ta ước gì ta được trở lại căn bệnh quên như xưa. Đời sống của ông bà chúng ta, nhất là những người lớn tuổi, có lẽ chúng ta có thể đồng cảm bằng một hình thức nào đó bỏ mình vào ở trong trường hợp của vị quan này. Bởi vì đến lúc mà ông bà cha mẹ của chúng ta quên, đó có thể là một ơn lành cho các ngài, bởi vì chính cuộc sống của các ngài lớn lên và chính những hư đốn của chúng ta, những người làm con cái, đã làm cho các ngài, những người làm cha mẹ, phải điên đầu nhức óc. Cho đến một lúc các ngài bắt đầu rơi vào tình trạng quen, và có thể, đương nhiên là chúng ta không muốn như vậy, nhưng có thể đây là một giây phút mà các ngài tìm được bình an. Đối với chúng ta, những con người sống bình thường, và chúng ta đôi khi muốn quên đi những cái thuộc về quá khứ, quên đi những cái tội lỗi chúng ta đang làm, quên cái mà tôi làm cho anh, tôi chỉ nhớ những gì mà anh làm cho tôi thôi. Nhất là những gì xấu anh làm cho tôi, nhất là những gì xấu em làm cho anh, còn tất cả những việc tốt tôi không nhớ. Đó là chưa nói, tôi không muốn nhớ đến những sai trái của tôi, mà những gì người ta khen tặng thì luôn luôn tôi ghi xuống. Giáo hội biết chúng ta là những người thuộc hạng người như vậy,
Thuộc hạng người muốn quên đi một quá khứ, mà quá khứ đó là sự cần thiết để chúng ta thay đổi. Cho nên giáo hội đặt ra mùa chay có 40 ngày. Ở đó chúng ta có muốn quên cũng không được. Giáo hội sẽ nhắc nhở chúng ta trong những tuần kế tiếp với một cách đơn sơ ở trong nhà thờ trang trí, với hình thức áo tím, với những hình thức, với những bài hát, hãy trở về, hãy sống đúng tinh thần, người ơi hả? Cái gì? Hãy sống đúng tinh thần, hãy sống đúng tin mừng gì đó, tôi không có thuộc hả? Và tất cả những lời kêu gọi đó chỉ nhằm với một mục đích duy nhất, nhắc nhở để chúng ta đừng quên rằng chúng ta là những tội nhân và mình cần phải sám hối. Hôm nay các bài đọc đầu tiên của Chủ nhật mùa chay nhắc nhở chúng ta đến hình ảnh của ông Noe. Trong thời kỳ Thiên Chúa tạo những con người rồi cho họ tất cả những gì họ muốn. Ấy vậy mà đến khi con người bắt đầu sung sướng thì họ từ bỏ Thiên Chúa và đi theo hướng đời sống ích kỷ, tìm thấy những hưởng thụ mang tính cá nhân của mình. Trong hình ảnh đó, ông Noe được Thiên Chúa hướng dẫn hãy đóng một chiếc tàu để rồi cứu vớt từng cặp các con súc vật ông đưa lên tàu. Và bài đọc hôm nay nhắc nhở chúng ta câu chuyện của Noe mà ai cũng đã từng quen thuộc. 8 người được cứu rỗi, trong khi những người khác vẫn còn ăn chơi, đàn điếm, thì ông đã lên tàu và mưa xuống 40 đêm ngày. Ở đó Thiên Chúa đã xóa sổ con người, và sau đó Ngài hứa sẽ không bao giờ lặp lại. Bản thân của chúng ta là những người sống trong xã hội mà nhiều khi mình cứ gió chiều nào theo chiều ấy. Chưa nói chúng ta dùng những lý luận để chúng ta đi làm ăn, để chúng ta theo những người khác, mà chúng ta không biết rằng mình đang thiếu bổn phận với Thiên Chúa và với tha nhân. Đi với bụt thì mặc áo cà sa, đi với ma thì mặc áo giấy. Chúng con đang hiện tại đang sống trong một môi trường mà tiền bạc nó cần quá, cho nên thôi, bỏ phải đi làm cái đã. Đây chỉ là những lý do mà chúng ta hiểu rằng trong khi ông Noe đang đóng tàu thì tất cả những con người khác vẫn ăn chơi. Chưa nói con người của chúng ta có một lòng tham vô đáy, cho nên nếu chúng ta có 99 sen chưa hẳn chúng ta đã có thể cho đi mà tìm cách để gắn làm thêm một sen nữa cho đủ một đồng. Leo Tolstoy, một trong những nhà văn, một triết gia của người Nga, ông kể chuyện có một người tên là Pakhom. Đây là một nông dân nghèo khó. Rồi một ngày kia ông mơ, ông khổ quá, cho nên ông mơ ước gì ông có được một miếng đất riêng cho mình, rồi ở đó ông đi cày, ông không phải đi cày mướn. Tất cả những thu lượm được, ông đưa về để cuộc sống của ông có thể trở nên tốt hơn. Vì cuộc sống quá khổ cho nên trong giấc mơ, ông nhìn thấy một vị thần hiện ra nói với ông Pakhom: hôm nay ta sẽ thưởng cho con. Từ khi mặt trời mọc, con hãy cứ việc đi. Và con đi được bao nhiêu thì tới khi mặt trời lặn con phải trở về nơi điểm xuất phát. Miếng đất mà con đi được thuộc về con. Pakhom vui mừng, và vì thế trong cơn mơ ông bắt đầu đi. Ban đầu thì đi, rồi ông nghĩ một bước đi của mình là một bước tiền bạc mình dành cho con cháu. Cho nên ông bắt đầu chạy, rồi ông chạy nhanh hơn. Và ông càng chạy, ông thấy cái vòng đất nó càng lúc càng rộng. Và ông nghĩ tưởng tới, trời ơi, miếng đất này sẽ thuộc về tôi. Đó thật là sung sướng của cái. Rồi khi ông đang vui như vậy, càng lúc ông càng đi xa, miếng đất càng trở nên rộng, thì ông thấy mặt trời bắt đầu về chiều. Cho nên ông phải tìm cách để chạy về nơi xuất phát. Rồi khi mặt trời vừa xuống, cũng là lúc ông chạy về trở lại ngay điểm mà ông đã đi từ ban sáng. Nhưng khi vị thần đến để đánh thức ông dậy, ông đã chết. Chết vì kiệt sức. Đời sống kinh tế của chúng ta ai cũng cần thiết, và ai cũng biết rằng đồng tiền nó có những giá trị và sức mạnh của nó. Chúng ta ai cũng hiểu đồng tiền đi trước, mực thước theo sau. Rồi những người bên cạnh chúng ta là những người đang lao vào, và có thể họ khoe khoang bằng sự giàu có riêng. Họ sống mà họ quên đi phù hoa thì cứ nối tiếp phù hoa. Ở đời thì mọi sự chỉ là phù hoa.
Nhưng chúng ta là những Kitô hữu, mặc dầu đã được Thiên Chúa giảng dạy nhiều lần về việc chúng ta phải lo cho đời sống của con cái, cho gia đình, cho đời sống thiêng liêng, nhưng chúng ta sống như những con người theo một chủ trương, thà một phút huy hoàng rồi chợt tắt, còn hơn là cứ le lói suốt trăm năm. Cho nên cuối cùng chính chúng ta đã bỏ ra quá nhiều thời gian để chạy, để tìm, để làm những gì mà chúng ta cảm thấy thỏa mãn. Cho đến khi chúng ta trở lại điểm xuất phát, nơi mà Thiên Chúa muốn kêu gọi, thì chúng ta đã chết vì kiệt sức. Và tất cả những gì chúng ta làm, ai hưởng? Hôm nay, bài đọc nhắc nhở cho chúng ta vào lời Chúa Giê-xu nói, hãy ăn năn sám hối, tin vào tin mừng. Và nếu chúng ta để ý bài đọc hôm nay một chút, nằm ở trong phần đầu của phúc âm Ma-cô chương thứ nhất, thì phúc âm của Ma-cô nhắc nhở chúng ta vai trò của các Kitô hữu không phải dễ dàng. Ai cũng hiểu được những khó khăn. Ma-cô viết, sau khi Gioan bị bắt, Chúa Giê-xu đến xứ Ga-li-lê rao giảng tin mừng nước Thiên Chúa. Ma-cô bắt đầu bằng một câu rất đơn giản, sau khi Gioan bị bắt, Đức Giê-xu lên vùng Ga-li-lê để rao giảng tin mừng. Ngài không rao giảng tin mừng trong một tình trạng bình an thoải mái, mà khi Ngài bước vào công việc rao giảng tin mừng, thì Ngài nghe ông Gioan bị bắt ở bên vùng, bây giờ chúng ta gọi là Betania của vùng Syria, và sau này ông bị giết chết. Mỗi một người chúng ta khi lãnh nhận bí tích thanh tẩy và sống đời sống đức tin, chúng ta như Đức Giê-xu, chúng ta nghe rằng những người khác đang bị bắt, chúng ta nghe rằng những người khác đang gặp khó khăn, nhưng chính vì như vậy mà chúng ta bắt đầu rao giảng tin mừng với đời sống của chúng ta. Nói cách khác, đời sống Kitô hữu của chúng ta không bắt đầu với một điều gì thuận tiện, mà bắt đầu với một điều mà chúng ta nhận thức được. Bước vào đời sống Kitô hữu là chúng ta bắt đầu bước vào một đời sống có thể bị bắt bớ khó khăn và cuối cùng có thể chết. Đức Giê-xu đi rao giảng tin mừng trong hoàn cảnh mà mỗi một người chúng ta hiểu được đức tin của chúng ta đòi hỏi nhiều hy sinh. Hôm nay tôi sẽ còn nói nhiều với anh chị em ở trong bài giảng chiều nay, sáng nay và chiều nay. Tôi chỉ muốn tất cả những người trong nhà thờ trong giờ này, nhất là những người sống đời sống gia đình, hãy cố gắng nghe lấy một lời của Chúa Giê-xu và làm một công việc ít là sửa đổi trong cuộc đời. Hãy sám hối và tin vào tin mừng. Hai điều vô cùng quan trọng, chúng ta không thể sám hối mà không tin vào tin mừng. Và nếu chúng ta tin vào tin mừng, chúng ta không thể nào bỏ qua sự sám hối. Nói cách khác, việc sám hối đòi hỏi chúng ta phải có đức tin, phải có sức mạnh. Ở đó, việc tha thứ nó không dễ dàng. Những người khác, lý do họ không tha thứ được bởi vì họ không có sức mạnh của đức tin. Và vì thế, vợ chồng, nhất là trong đời sống vợ chồng trong tuần này, cố gắng làm thế nào để những lời nói của chúng ta trở thành ngon ngọt, để trở thành những lời chúng ta có thể xoa dịu nhau và đem lại hạnh phúc bình an cho gia đình, thay bằng những lời nói khó nghe, chồng gì anh, vợ gì tôi, chẳng qua là cái nợ đời chi đây. Chúa nói nhiều khi chúng ta gây ra những hình ảnh, những tư tưởng mà làm cho con cái của chúng ta, nhất là những đứa nó hiểu được chúng ta đang nói gì, làm cho chúng nó cảm thấy hoảng sợ. Gái có chồng thì như gông đeo cổ, trai có vợ thì như rợ buộc chân. Mà chúng ta quên rằng tất cả những hình ảnh tiêu cực này là những điều mà chính chúng ta đang quỳ trước màn thờ của Thiên Chúa để chúng ta cầu xin lại Chúa, xin cho con lấy được người con yêu. Đấy là lời cầu khẩn của chúng ta. Rồi chính chúng ta là những người thay đổi những lời nói mà trước đây trong đôi mắt anh em là tất cả. Vì thế, việc mà Chúa Giê-xu kêu gọi chúng ta sám hối để chúng ta hiểu được rằng trong một xã hội mà người ta đang lũ lượt làm những việc họ làm thì việc họ làm, họ có thể vẫn ăn chơi, vẫn đàn điếm, nhưng chúng ta là những người được kêu gọi để bước lên tàu của ông Noe. Và vì thế, đừng có hùa theo những đám đông để rồi gió chiều nào theo chiều ấy.
Mà chúng ta phải có can đảm đủ để nhìn thấy những dấu hiệu Thiên Chúa gửi đến cho chúng ta. 40 ngày mùa chay giáo hội đang chuẩn bị, buổi tĩnh tâm mà giáo xứ đang chuẩn bị, và mỗi một người chúng ta nghe lời Chúa. Làm thế nào để những lời nói của chúng ta có thể đã hại nhau, đã làm cho tình cảm giữa vợ chồng không được ngon ngọt đầm thắm, và đương nhiên chúng ta con cái nó cũng bị ảnh hưởng. Đây là lúc chúng ta sửa mình, sám hối, tin vào tin mừng, để chúng ta hiểu rằng hạnh phúc của vợ chồng luôn luôn là một nguồn hạnh phúc không chỉ cho gia đình mà còn cho cộng đoàn, cho xã hội. Bởi vì đạo nào mà bằng đạo phu thê, tay ấp má kề, sinh tử có nhau.